Hóa ra là bác Thắm đặt cho bánh mì một bộ vờm tóc. Đây, có cả quà cho cà rốt luôn đây. Cà rốt sướng nha. Cà rốt cũng có vờm tóc nha, sướng nha. Wow, quá xinh, quá tuyệt vời. Và đây là một con vịt đồ chơi rất là đáng yêu. Em cầm con vịt lên xem nào. Bánh mì rất là thích thú. Bánh mì rất là thích thú nha. Sướng, mặc cái áo con vịt bắt đầu là lại có đồ chơi con vịt. Thôi em bỏ vào xuống đất cho anh xem nào. Vịt ơi. Quắc quắc. Quắc 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 quắc. Quắc quắc. Quắc quắc. Bánh mì ơi. Thích quá trời. Em bé bánh mì ơi. Ha ha ha.